Hello xin chào các anh chị nhà đầu tư đang đến với kênh Ichimoku Club. À, em là Thanh Tùng thì à, hôm nay là một phiên bật tăng rất là tốt của ngành ngân hàng thì à, nhiều anh chị quan tâm đến những mã cổ phiếu ngân hàng thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị à, một mã cổ phiếu có điểm mua à, và rất là tốt trong thời điểm hiện tại của, của ngành ngân hàng. Đó là mã MBB. À, ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội ha. Thì điểm mua của chúng ta ở đây sẽ rơi vào ở À, khoảng giá là 32 đến 32.5 ha. Và mục tiêu trong ngắn hạn của MBB là vùng ở định đỉnh cũ 35 năm à, cắt lỗ dưới vùng 30.9 Thì à, về mặt chung à, dài hạn thì à, à, mã cổ phiếu MBB này cũng là một mã cổ phiếu rất là tiềm năng cho các anh chị nhà đầu tư đầu tư trong chung dài hạn ha. Khi gói kích thích kinh tế được đưa ra thì những ngành nhóm ngành à, như là ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm thì sẽ là những cái kênh huy động vốn cho uh, cái gói kích thích kinh tế đó ha. Và về MBB thì là một uh, ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu uh. đứng thứ hai trên cả nước khi mà uh, chỉ xếp sau uh, Vietcombank và đã vươn lên trên những ngân hàng như là Techcombank ha. Uh. Thì uh, về ngành ngân hàng thì đối với các anh chị nào quan tâm về cái nền kinh tế của nước Việt Nam, nếu mà kỳ vọng một vào sự phát triển của nền kinh tế thì có thể đầu tư vào các mã cổ phiếu ngân hàng nữa thì nó sẽ không có uh, mang lại giá trị trong uh, lợi nhuận cao trong ngắn hạn tuy nhiên là về cái uh, cái mặt uh, chung dài hạn thì nó sẽ uh, có một con sóng trong những uh, sắp tới uh, trong năm 2022 này ha. thì uh, đối với chị nào mà quan tâm đến uh, ngành ngân hàng thì có thể uh, quan tâm đến cổ phiếu MBB trong nhịp này Uh, thì uh, video của em xin đến đây là kết thúc. Uh, anh chị nào mà thấy hay và bổ ích thì có thể uh, like và đăng ký kênh Moco Club để đón xem những video tiếp theo. Và trong quá trình các anh chị nào mà uh, đầu tư uh, mà gặp khó khăn thì có thể liên hệ em qua số điện thoại, số Zalo em để phía bên cạnh. Và uh, hãy quét cái mã QR code để tham gia vào uh, room Zalo giao lưu chứng khoán hàng ngày ha. Chúc anh chị giao dịch thật thành công.